Người Mỹ chuyển đến sống ở Việt Nam nói, ở Việt Nam, bạn có thể sống đúng với bản chất con người hơn, không bị truyền thông dắt mũi. Xin chào các bạn thân yêu của kênh Tự Hào Việt Nam. Các bạn thân mến, anh chàng mình vừa giới thiệu là HDL, một người Mỹ đang sinh sống tại Việt Nam và hiện là giáo viên dạy tiếng Anh. Anh ấy chia sẻ rằng mình đã từng sống ở Trung Quốc, Nhật Bản và bây giờ là Việt Nam. Cuộc sống ở Việt Nam khác với các quốc gia khác như thế nào mà khiến anh cảm thấy nơi đây như là nhà và muốn gắn bó suốt đời? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Tôi đang ở Việt Nam, đất nước nơi tôi đã tìm thấy tự do. Thật là trớ trêu, nhưng điều đó hoàn toàn đúng. Tôi chưa từng nghĩ rằng khi đến Việt Nam, mình lại có thể sống một cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa đến như thế này. Ở Nhật Bản, mọi thứ đều sạch sẽ, tuyệt vời và mọi công việc được hoàn thành đúng giờ một cách đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, cuộc sống ở đó lại mang đến cảm giác trì trệ khi mà hầu hết mọi người chỉ tập trung vào công việc, ít quan tâm đến nhau. Thậm chí, có những người đã rất già nhưng vẫn phải làm việc để kiếm sống. Ở Mỹ, mặc dù có sự tự do và hiện đại, nhưng cuộc sống lại căng thẳng và đầy áp lực. Người ta chỉ quan tâm đến tiền bạc và công việc, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Trái lại, khi đến Việt Nam, tôi cảm nhận được một nhịp sống hoàn toàn khác. Ở đây, con người sống tình cảm, quan tâm lẫn nhau và dường như ít áp lực hơn trong công việc. Mọi người tận hưởng cuộc sống theo cách gần gũi và vui vẻ, tạo nên một bầu không khí ấm áp và dễ chịu mà tôi chưa từng trải nghiệm ở những nơi khác. Một điều khiến tôi vô cùng ấn tượng là cách người Việt Nam ứng phó với thiên nhiên. Gần đây, Hà Nội vừa trải qua một cơn bão lớn, gây ra nhiều thiệt hại với cây cối ngã đổ khắp nơi. Thật đáng ngạc nhiên, ngày hôm sau, người dân đã bắt đầu dọn dẹp, khôi phục đường phố và nâng những cây đổ để đưa mọi thứ trở lại trạng thái bình thường nhanh nhất có thể. Điều đặc biệt hơn nữa là không chỉ có người Việt Nam tham gia, mà cả các du khách nước ngoài cũng sẵn sàng chung tay dọn dẹp. Điều này cho thấy sự gắn kết đặc biệt và tình yêu mà họ dành cho đất nước Việt Nam. Ở đây, mọi thứ tiến triển rất nhanh, mặc dù đôi lúc vẫn có một số việc diễn ra chậm hơn, nhưng tinh thần đoàn kết và sự đồng lòng thật sự khiến tôi cảm phục. Tôi thừa nhận rằng có những điều tôi không thể chịu nổi về Việt Nam. Nhưng đa phần, tôi có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn, làm những gì mình yêu thích và dạy tiếng Anh tại đây. Điều đó thực sự được nhiều người đánh giá cao. Những gì tôi đã làm ở Việt Nam giúp tôi có một cuộc sống rất tốt, điều mà có thể tôi không đạt được ở Mỹ. Đó là một làn gió mới, đầy sảng khoái khi tôi có thể làm điều này tại Việt Nam. Ở Việt Nam, bạn được phép gần gũi với mọi người hơn. Sống ở Nhật Bản nhiều năm, mọi thứ thật tuyệt, sạch sẽ, hiện đại, mọi việc diễn ra chính xác đến từng giây. Đó thực sự là một cảnh tượng thú vị ở nhiều nơi. Tuy nhiên, điều tôi nhận thấy là mọi người không thực sự trò chuyện với nhau nhiều như ở Việt Nam hay Đông Nam Á. Nói chung, đôi khi bạn đến chào hỏi ai đó ở Nhật, họ sẽ giật mình. Theo thời gian, điều này khiến bạn tự hỏi liệu có gì không ổn với mình chăng khi mọi người không muốn trò chuyện với mình. Nhưng không phải vậy, đó chỉ là văn hóa. Ở Nhật Bản, người ta rất kín đáo. Ngược lại, ở Việt Nam, từ khoảnh khắc tôi bước xuống sân bay, tôi đã được chào hỏi. Thậm chí, một số nhân viên an ninh còn đùa giỡn với tôi. Khi đến Malaysia, tôi cảm nhận được sự thân thiện, thoải mái và bình tĩnh từ người dân nơi đó, khiến tôi không cảm thấy mình là người xa lạ. Đến Thái Lan, nơi đó náo nhiệt và có phần hoang dã, nhưng tôi vẫn không cảm thấy lạc lõng. Giờ đây, Việt Nam đã là ngôi nhà của tôi. Đối với tôi, việc học tiếng Việt thú vị hơn rất nhiều so với học tiếng Nhật. Khi tôi nói tiếng Việt, mọi người thường muốn nói chuyện với tôi nhiều hơn và ngạc nhiên khi tôi biết tiếng Việt. Họ thực sự muốn giao tiếp. Ở Nhật, khi bạn nói tiếng Nhật, họ sẽ kiểu, ồ, bạn nói tiếng Nhật à? Tiếng Nhật của bạn tốt đấy, nhưng nó lại mang chút gì đó, hơi trịnh thượng. Bởi thực ra, người Nhật không thực sự quan tâm lắm. Ở Nhật, họ muốn mọi thứ đều là của Nhật, và tôi hiểu điều đó. Còn ở Mỹ, nếu bạn nói rằng nước Mỹ là Nhất, thậm chí có thể bị coi là phân biệt chủng tộc. Tôi cảm thấy cuộc sống ở Việt Nam đã mang lại cho tôi sự tự do và kết nối mà tôi từng khao khát. Tại sao bạn không muốn đất nước của mình đứng đầu chứ? Ở Việt Nam, bạn có thể thấy người Việt Nam yêu Việt Nam và tôi yêu điều đó. Ở đất nước này, người Malaysia yêu Malaysia, người Thái yêu Thái Lan. Nhưng ở Mỹ, chúng ta phải yêu thương tất cả những người khác trước khi có thể yêu chính mình. Thật là vô lý. Nhưng vâng, thật tuyệt khi thấy những người ở khu vực này của thế giới yêu quý bản thân, yêu nguồn cội của họ. Điều đó thật tuyệt vời. Một lần nữa, bạn có thể sống đúng bản chất con người hơn ở đây. Có rất nhiều đồ ăn, và việc mọi người cùng tụ họp, ngồi bệt trên sàn, bổ trái cây ra, cùng nấu nướng, thư giãn, trò chuyện rồi chợp mắt vào buổi chiều là chuyện bình thường. Đó là ý nghĩa của việc làm người. Ở đây, bạn ra ngoài làm việc chăm chỉ nhưng cũng có thể vui chơi hết mình, và điều đó được mong đợi. Nghỉ ngơi cũng là điều tất nhiên, chứ không bị coi là lười biếng.
bạn không phải làm thêm giờ sau khi kết thúc công việc chỉ vì điều đó được xem là bình thường, cũng không bị ép phải yêu thương sếp đến mức hy sinh sức khỏe của mình. Tôi tôn trọng công ty của mình và rất tôn trọng những người tôi làm việc cùng. Nhưng ngay cả họ cũng biết rằng, này, Jose, hết giờ rồi đó, về nhà thôi. Mọi người đều hào hứng được về nhà, và tôi rất yêu điều đó ở Việt Nam. Dù có những điều mà có thể tôi sẽ không bao giờ thích, hoặc quen được với cuộc sống ở đây, nhưng những mặt tích cực luôn lấn át những điều tiêu cực. Khi ngồi thư giãn, tôi thực sự biết ơn vì mình đang ở đây, và có cơ hội sống một cuộc đời như thế này. Tôi biết ơn vì được sống ở Việt Nam và với những người Việt Nam. HDL chia sẻ những cảm xúc sâu sắc về tình yêu và sự quý mến mà anh nhận được khi đến Việt Nam. Không chỉ riêng anh, mà cả những người bạn nước ngoài đến từ các quốc gia như Liên Xô, Pháp, Đức cũng cảm nhận được sự chào đón nồng hậu từ người Việt. Điều đặc biệt khiến anh ấn tượng chính là tinh thần tôn sư trọng đạo của người Việt Nam được thể hiện qua ngày Nhà giáo Việt Nam, một ngày lễ đặc biệt để tri ân những người làm nghề giáo. Bất kể bạn là giáo viên mầm non, dạy học sinh tiểu học hay giảng viên đại học, tất cả đều được tôn vinh và trân trọng như nhau. HDL cho biết, chính tại Việt Nam, anh mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa đích thực của cuộc sống và tìm thấy bản chất con người thật của mình. Anh luôn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đất nước và con người nơi đây, không ngần ngại thốt lên, cảm ơn, Việt Nam. Những trải nghiệm này không chỉ đơn thuần là kỷ niệm, mà còn trở thành những bài học quý giá, để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời anh. HDL còn vô cùng ấn tượng với một trải nghiệm độc đáo khi đến Hà Nội, mà anh không thể bỏ qua, thưởng thức cà phê tại khu vực cà phê đường tàu. Đây là một con phố nhỏ, nơi những quán cà phê xinh xắn được xếp san sát hai bên đường ray, tạo nên một không gian vừa mộc mạc, vừa mang nét quyến rũ rất riêng của thủ đô Việt Nam. Anh kể lại cảm giác đặc biệt khi ngồi nhâm nhi ly cà phê đậm đà, ngắm nhìn những đoàn tàu chạy sát qua với khoảng cách chỉ vài bước chân. Không khí ở đây không chỉ thu hút bởi tiếng leng keng của tàu lăn bánh trên đường ray, mà còn bởi sự gần gũi, nhịp sống chậm rãi của người dân xung quanh. Những người chủ quán luôn niềm nở, tạo cho anh cảm giác thân thiện như ở nhà, khiến anh không chỉ là một vị khách mà còn là một phần của cộng đồng nhỏ này. HDL cũng nhận thấy rằng trải nghiệm tại cà phê đường tàu không chỉ đơn thuần là một hoạt động du lịch, mà còn mang đến cảm giác kết nối với nhịp sống của người Việt Nam. Dù có chút nguy hiểm khi tàu đi qua, mọi người ở đây vẫn rất ý thức, phối hợp hài hòa giữa việc tận hưởng cuộc sống và đảm bảo an toàn. Đặc biệt, anh còn bất ngờ trước cách du khách quốc tế cũng hòa mình vào trải nghiệm này, vừa thưởng thức văn hóa địa phương, vừa tôn trọng những quy tắc chung. Anh mô tả đây là một khoảnh khắc khó quên, nơi mọi giác quan đều được đánh thức, hương vị cà phê đậm đà, âm thanh vang vọng của đoàn tàu, hình ảnh những khung cảnh chân thực và cảm giác hồi hộp khi tàu lướt qua. Đối với HDL, cà phê đường tàu không chỉ là một điểm đến mà còn là biểu tượng cho tinh thần độc đáo của Hà Nội, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện trong từng nhịp sống. Sau khi được chia sẻ trên mạng TikTok, video đã thu hút 130.000 lượt xem và nhận được hàng nghìn bình luận. Mời các bạn cùng kênh Tự Hào Việt Nam xem mọi người đã nói gì nhé. Tôi thực sự ấn tượng với cách bạn mô tả cuộc sống ở Việt Nam. Một nơi mà con người sống chan hòa, không phân biệt màu da, tôn giáo hay xuất thân thực sự là điều rất đáng trân trọng. Sự thân thiện và tình yêu thương ở đây tạo nên một không khí tự do và gần gũi mà không phải nơi nào cũng có được. Tôi chưa từng đến Việt Nam, nhưng qua video của bạn, tôi cảm nhận được rằng đây không chỉ là một quốc gia xinh đẹp, mà còn là nơi mang lại cảm giác thuộc về. Cảm ơn bạn đã chia sẻ điều tuyệt vời này, chắc chắn tôi sẽ đến Việt Nam sớm nhất có thể. Tôi đã đến Việt Nam, cách đây vài tháng và hoàn toàn đồng ý với những gì bạn chia sẻ. Người dân ở đây rất thân thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ ngay cả khi họ không quen biết bạn. Tôi còn nhớ lần gặp một người bán hàng rong ở Sài Gòn. Bà ấy không chỉ bán cho tôi một món ăn ngon mà còn trò chuyện và hỏi thăm, như người thân quen. Ẩm thực ở Việt Nam thật sự tuyệt vời, từ phở, bún chả đến cà phê sữa đá đều để lại dấu ấn khó quên. Đây là một đất nước mà tôi muốn quay lại để khám phá thêm. Tôi vừa trở về từ Hà Nội, và thật lòng mà nói, tôi đã có khoảng thời gian tuyệt nhất trong đời. Ở đây, mọi người đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và yêu thương. Tôi không cảm thấy bị phán xét vì màu da hay tôn giáo của mình. Điều này thật sự khác biệt so với nhiều nơi khác trên thế giới. Không chỉ con người mà ẩm thực Việt Nam cũng rất phong phú, từ món ăn đường phố đến những bữa tiệc sang trọng đều ngon tuyệt vời. Việt Nam đã mang đến cho tôi một góc nhìn mới về cuộc sống, và tôi sẽ luôn nhớ mãi chuyến đi này. Cảm ơn bạn đã chia sẻ video này. Tôi đã nghe rất nhiều về lòng hiếu khách và sự thân thiện của người Việt Nam, nhưng không ngờ rằng họ lại đáng yêu đến vậy. Một đất nước mà mọi người sống hòa đồng, không phân biệt chủng tộc hay tôn giáo thật sự là điều đáng ngưỡng mộ. Tôi rất tò mò muốn thử những món ăn bạn nhắc đến và trải nghiệm không khí tự do ở đó. Việt Nam chắc chắn sẽ là điểm đến tiếp theo trong hành trình của tôi. Lời chào từ California.
Tôi đã ghé thăm Việt Nam vào mùa hè vừa qua và thực sự cảm nhận được sự khác biệt trong cách mọi người sống ở đây. Họ không chỉ yêu thương và giúp đỡ nhau mà còn luôn tươi cười, tạo nên một bầu không khí vô cùng tích cực. Tôi còn nhớ lần đi ăn phở ở Hà Nội, chủ quán không chỉ giới thiệu món ăn mà còn kể về lịch sử văn hóa của đất nước này. Việt Nam thật sự là một nơi đặc biệt mà tôi muốn quay lại để khám phá thêm. Video của bạn thật tuyệt vời. Tôi đã từng nghe về sự thân thiện của người Việt Nam, nhưng chưa bao giờ hình dung được rằng nơi đây lại đặc biệt đến vậy. Cách mà mọi người sống tự do, hòa thuận và không có sự phân biệt đối xử thật sự khiến tôi cảm động. Tôi rất yêu ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là món bánh mì vừa đơn giản vừa ngon miệng. Cảm ơn bạn đã mang đến góc nhìn tuyệt đẹp về đất nước này. Tôi đã đến Việt Nam vài năm trước và vẫn không thể quên được cảm giác ấm áp khi được chào đón ở đây. Dù là ở quán ăn nhỏ ven đường hay khách sạn lớn, mọi người đều cư xử với tôi như một thành viên trong gia đình. Tôi còn ấn tượng với cách mà Việt Nam tôn trọng sự đa dạng, không phân biệt tôn giáo hay nguồn gốc. Đây là một đất nước mà tôi tin rằng bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy sự bình yên và niềm vui trong cuộc sống. Lời chào từ Texas. Tôi thật sự thích video của bạn vì nó làm tôi nhớ lại khoảng thời gian tuyệt vời ở Việt Nam. Ở đây, mọi người không chỉ thân thiện mà còn sống với một tình yêu thương lẫn nhau mà tôi chưa từng thấy ở nơi nào khác. Tôi nhớ mãi những buổi tối dạo chơi quanh Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội, nơi mà cả người dân địa phương lẫn du khách đều mỉm cười chào nhau. Việt Nam không chỉ đẹp về phong cảnh, mà còn đẹp trong cách con người sống và đối xử với nhau. Cảm ơn bạn đã mang lại cho tôi những ký ức đáng nhớ. Cảm ơn các bạn vì đã để lại những lời bình tốt đẹp về Việt Nam. Tôi sẽ tiếp tục làm điều đó vì các bạn đã đối xử với tôi rất tốt. Khi ở phòng tập gym, ở trường học hay đi dạo, tôi đều được mọi người đối xử rất tốt. Không phải kiểu trải sẵn thảm đỏ, nhưng tất cả chúng ta đều như nhau ở đây, và điều đó thật tuyệt vời. Vì vậy, tôi yêu cuộc sống ở Việt Nam. Tôi yêu công việc dạy học ở đây, và lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thực sự được tận hưởng thời gian nghỉ ngơi, yêu thích công việc của mình, và được ở cạnh những con người thực sự muốn sống cuộc đời của họ. Tôi biết ơn vì điều đó. Với Việt Nam, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành. Tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những hình ảnh tốt đẹp về Việt Nam để thế giới biết rằng, đây là một nơi tuyệt vời để sống. Người Việt Nam là những con người rất tuyệt vời, vui vẻ, thẳng thắn, náo nhiệt, đôi khi có chút điên cuồng, và tôi yêu tất cả những điều đó. Cảm ơn Việt Nam đã cho tôi một cuộc sống tuyệt vời như vậy. Không chỉ anh chàng người Mỹ này cảm thấy như vậy đâu. Bạn bè quốc tế khác cũng đã chia sẻ câu chuyện của mình. Cách đây 3 ngày, một người bạn đến từ Philippines đã không khỏi kinh ngạc và thốt lên rằng mình quá ngưỡng mộ và ghen tị với Việt Nam bởi lịch sử, cuộc sống hay các dịch vụ du lịch ở đây. Bài viết với tiêu đề ấn tượng bởi Việt Nam đã thu hút nhiều sự chú ý. Người bạn Philippines này chia sẻ: "Trời ơi, tôi vừa mới từ Việt Nam về và tôi không thể cảm thấy gì ngoài sự ngưỡng mộ, có lẽ là ghen tị đối với đất nước của bạn. Bạn có lịch sử vĩ đại và một nền văn hóa rất thú vị, cả hai đều có thể được nhìn thấy ngay lập tức bởi mọi du khách. So với các quốc gia châu Á khác như Trung Quốc, Việt Nam rất sống động và rực rỡ. Tôi hiếm khi thấy người Trung Quốc mỉm cười, nhưng người Việt Nam thì cười đùa, mỉm cười vui vẻ. Bây giờ tôi hiểu tại sao Việt Nam lại là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới. Chắc chắn sẽ ghé thăm lại." Dưới bài viết này, dân mạng quốc tế để lại nhiều ý kiến. Một số người cho rằng mỗi khi có ai đó khen ngợi Việt Nam, luôn có những bình luận tiêu cực. Tuy nhiên, tác giả bài viết đã bày tỏ, sẽ luôn có những kẻ ghét bỏ. Ý kiến của họ không quan trọng. Tuy nhiên, tôi có thể hiểu những lời chỉ trích hợp lý vì lời chỉ trích xuất phát từ lý trí, và điều đó là bình thường. Việt Nam, giống như mọi nơi khác, không hoàn hảo. Nhưng đó là một nơi tốt, với những con người tốt, đáng ngưỡng mộ, và một lịch sử tuyệt vời. Đất nước của tôi, Philippines, có thể học hỏi rất nhiều từ Việt Nam, đặc biệt là cách họ xử lý du lịch và cơ sở hạ tầng. Gia đình tôi đã đến nhiều thành phố châu Á, nhưng kỳ nghỉ ở Việt Nam của tôi cho đến nay vẫn đứng đầu danh sách. Gia đình tôi thực sự đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, và tôi rất vui khi thấy nụ cười trên khuôn mặt vợ và các con của tôi. Tôi yêu Việt Nam, người dân rất vui vẻ và tử tế, vùng nông thôn thì tuyệt đẹp, và đồ ăn thì tuyệt vời. Đừng bỏ lỡ cơ hội ghé thăm chợ đêm ở Hà Nội, một nơi tuyệt vời để thưởng thức những món ăn địa phương đặc trưng. Cá nhân tôi đã tìm thấy một số món ăn yêu thích của mình tại đây. So với Thái Lan, Việt Nam mang lại nhiều cảm giác an toàn và thân thiện hơn. Theo kinh nghiệm của tôi, Thái Lan không an toàn bằng, và chi phí sinh hoạt ở đó cũng đắt đỏ hơn nhiều. Tôi vừa trở về từ chuyến du lịch Việt Nam vào chủ nhật tuần trước, và dù đã chi tiêu nhiều hơn so với khi ở Thái Lan, trải nghiệm tại Việt Nam vẫn khiến tôi hài lòng hơn cả. Là một người đam mê lịch sử chiến tranh, tôi nhận thấy lịch sử Việt Nam sâu sắc và thú vị hơn Thái Lan. Dù vậy, tôi phải công nhận rằng hệ thống tàu điện ngầm ở Bangkok tốt hơn, giúp di chuyển nhanh chóng và dễ dàng, tránh được việc phải sử dụng taxi, điều mà tôi không mấy thích.
Dù sao, Việt Nam vẫn tuyệt vời theo cách riêng của mình. Tôi đã đến Việt Nam 6 lần và luôn muốn quay trở lại. Những con người nơi đây mang lại cho tôi năng lượng sống động, sự hăng hái và cảm xúc tích cực mà ít nơi nào có được. Hiện tại, tôi đang ở Mũi Né, một địa điểm không quá đông đúc du khách với những bãi biển đẹp tuyệt vời. Khung cảnh nơi đây hoàn toàn khác biệt so với những thành phố lớn. Tôi yêu sự tử tế và lòng hiếu khách của người dân địa phương, chưa kể hải sản ngon tuyệt, các quán bar nhộn nhịp và những con sóng tuyệt vời dành cho lướt ván. Một điều đáng khâm phục nữa là sự bao dung của người Việt Nam, họ không thù hằn những kẻ từng tàn phá đất nước mình. Điều này thật sảng khoái, vì tôi không thấy những bài viết tiêu cực hay hận thù về đất nước này. 2-3 tháng trước, tôi đã có một chuyến thăm Hà Nội, một thành phố nhộn nhịp và sôi động. Khung cảnh hối hả, bầu không khí đặc biệt và con người thân thiện đã khiến tôi yêu thích nơi đây. Đặc biệt, chuyến đi đến Ninh Bình là một trong những trải nghiệm khó quên nhất. Nếu bạn đang lên kế hoạch đến Việt Nam, tôi khuyên bạn nên ghé thăm Ninh Bình. Chúng tôi vừa rời khỏi đó và hoàn toàn bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp yên bình của nơi này, chưa kể đến sự hiếu khách của người dân địa phương. Đó là một số bình luận của dân mạng quốc tế về sự an toàn tử tế và tốt bụng của người Việt Nam. Còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Tự Hào Việt Nam để ủng hộ chúng tôi ra thêm nhiều video thú vị, bổ ích cũng như cập nhật những tin tức mới và hấp dẫn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.